Ok, hello anh em. Hôm nay thì quay trở lại với chương trình lấn kèo về bờ của Meme Studio. Hôm nay thì mình sẽ lấn kèo game đấu giữa Navi trong đội hình T1 Champion cũng như là với đối đầu với đội Lion trong đội hình T3 Champion các bạn. Hiện tại thì là mình vào mình xem kèo thôi nha anh em, để mình vào mình xem kèo coi. Trên phần 88 thì kèo ngày mai 6 kèo cả thảy. Ok. Ô, hai đội này khá là cân các bạn, hai đội khá là cân. Kèo gần như là tương đương nhau, hai kèo hai đội là kèo tương đương nhau các bạn ạ. À. Giống kiểu nó gọi là 1-1 vậy ấy, chứ không có đội nào được đánh giá ưu thế hơn. Điểm ngày hôm qua, tối hôm qua thì chúng ta có thấy là team Navi họ đánh rất là tốt. Họ giả cho team OG hai trắng các bạn ạ. À. Nhưng mà cái vấn đề là team OG thực sự hôm qua đánh thứ nhất là không có Ana. Cái thứ hai là OG đánh không hề nghiêm túc một tí tiểu nào các bạn, từ cách họ chia lane cho tới cách họ pick tướng mọi thứ họ đều gọi là đánh rất là tròn. Và thực sự giảm mid mode thực sự đối với OG thì gọi là họ chẳng có ý nghĩa với họ cả, với số tiền thưởng thực sự đối với họ chẳng là bao. Cho nên hôm qua thì Navi có hai game đánh quá là dễ dàng trước team OG. Hôm qua thì nhưng mà chúng ta thấy được Dendy ta đi mid và rất là tốt, cực kỳ ổn định so với top sân các bạn. Hôm qua Dendy đi mid là ổn định top sân, nhưng mà quan trọng bởi vì là pick những hero thực sự gọi là hơi chon, cho nên việc Dendy ổn định cũng là dễ hiểu thôi. Bên cạnh đó thì là Xbox anh ta đánh carry cực kỳ nghiêm túc và đánh cực kỳ farm, cực kỳ khét các bạn ạ. Anh ta cầm Naga mà thôi, anh ta farm auto đối phương cực kỳ nhanh, anh ta farm. Nói chung là Naga Xbox thì các bạn biết rồi, farm gọi là kinh điển đấy các bạn. Đội hình của Navi thì còn mình đã thấy thì cả năm thành viên ai ai cũng đánh cực kỳ nghiêm túc. Puppy thì bây giờ quay trở lại đánh với vị trí bot 4 chứ phải là bot 5 như cái lối chơi của anh ta hiện nay. Với việc Puppy thực sự hôm qua đánh giữa Navi và OG thì là quá là easy rồi, Puppy chẳng có cần phải thể hiện gì nhiều, chỉ cần đánh bình thường và giành chiến thắng thôi. Cho nên là không, nói chung là cũng không có nói được gì nhiều với team Navi, chỉ biết là phong độ của Dendy cũng như là Xbox rất là tốt. Còn ba thành viên còn lại thì là mình không chưa có nhận xét gì hết, nhưng mà có Bobby thì chắc chắn anh ta sẽ đánh nghiêm túc rồi. Và đánh như hôm nếu đánh cái đánh như hôm qua thì Navi thì họ sẽ đánh cực kỳ nghiêm túc cho những trận đấu sắp tới thôi. Còn phía phía team Alliance họ đối đầu với team của Sinh cũng như team của OG. Trước team OG thì họ có chiến thắng hơi khó nhằn hơn một chút, họ giành chiến thắng 2-1. Nhưng mà cái vấn đề lúc đó OG có Ana và cái trận thua là thực sự team OG đánh khá là nghiêm túc, chỉ dùng từ khá là nghiêm túc thôi nha. Ok. Thì là cái việc mà Alan giả được cho OG 2-1 thì cái đó là Alan họ cũng đánh cực kỳ nghiêm túc, họ đánh nghiêm túc không thua gì Na'Vi các bạn. Bên phía Alan thì là S4 không tham gia giống đội hình hồi vô địch, mà thay S4 là Chi, một cót của team Alliance hiện tại, một người chơi tới từ Thụy Điển các bạn ạ. Chi thì anh ta đi mid rất là tốt các bạn, anh ta đi mid rất là tốt. Team của Alliance hiện nay thì mình cảm giác là vị trí bot 2 này đang gánh team cực nặng, gánh team cực nặng luôn. Anh ta farm nhanh, di chuyển hợp lý, cũng như bún chó anh ta đánh cũng đánh gọi là luôn luôn hòa hoặc là win cái lane top, chứ không bữa giờ là anh ta chưa hề thua lane top nữa các bạn. Nhưng mà cái vấn đề là bún chó thì hero pool của anh ta thực sự là không phải là thấp, nhưng vấn đề là những con tướng tổ của anh ta hiện nay đều đã gọi là bị out meta các bạn, đều đã bị out meta rồi, nên rất là khó. Còn sụp về vị trí sụp của bên phía Lion thì là Ake, mình thấy đánh rất là tốt. Ake đánh rất là tốt các bạn, nhưng mà vấn đề là anh ta di chuyển đôi khi gọi là chọn vị trí chưa tốt. Đôi khi anh ta chọn vị trí cho tốt dễ bị đối phương bắt vào. Và các bạn biết rồi, có bot 5 thì bớm vào thì chết ngay lập tức rồi. Còn EZM thì anh ta đánh thì là cũng rất là ok, nhưng mà mình vẫn thấy Ak đánh sụp có vẻ ok hơn. Còn về cái vị trí mà Loda đánh vị trí Kendrick bot 1, đây mình nghĩ là Matic yếu nhất của Alliance hiện tại các bạn ạ. Có vẻ như Loda thực sự là đã quá lâu không chơi Dota rồi các bạn. Anh ta đánh carry khá là khèo, không phải khá khèo, mình thấy là hơi bị khèo luôn đấy, nhưng không sao, hơi bị, nhưng mà không sao, đó đã có một mid player cũng như có vị trí up lane của bún chó và AK support cũng như là EZM.
có thể dễ dàng kéo được cái team Alliance này lại. Không sao hết các bạn. Nhưng mà ngày mai thì là mình cái game giữa Navi và Alliance này thì mình nhận định là mình tin là sẽ giành chiến thắng cho Navi thôi. Mình tin sẽ là chiến thắng cho Navi các bạn. Khéo là 2-0 đấy, khéo là 2-0 cho Navi đấy. Cho nên anh em nào mà tin tưởng mình thì hãy là bet game 1 cho Navi. Và game 2 thì các bạn cũng cứ bet cho Navi đi, hai game các bạn cứ bet cho Navi. Còn game đấu thứ 3 nếu mà có nha, các bạn cũng bet cho Navi luôn. Mình chắc chắn là ngày mai Navi sẽ thắng ở đây. Ok. Còn kèo thì rơi thì mình thấy là hai bên tương đương nhau, gần như là 1-1, bởi vì hiện tại thì là trận đấu này hai đội này thực sự là đánh khá là nghiêm túc, cũng như là vừa giành chiến thắng trước OG cả, cho nên là cũng chưa có nói được gì nhiều lắm. Nhưng mà mình vẫn tin chắc là Navi sẽ giành chiến thắng, bởi vì là Dendy cũng như là có Xbox đánh quá là tốt, thêm vị trí Bubby nữa, một tay chơi huyền thoại và có thi đấu chuyên nghiệp tới tận bây giờ vẫn luôn là trong những top team đánh trong màu áo Secret, các bạn biết rồi. Chưa kể là bên cạnh là cái việc ban pick của Navi, các bạn biết, với cái việc draft của Bubby, draft thì nó chiếm quyết định tới 50-60% cái chiến thắng của trận đấu rồi. Cái cách draft của Bubby, cái nào Bubby draft nữa thì Navi rất khó có thể thua được. Cho nên là mình ok, bet cho Navi luôn anh em, bet cho Navi luôn. Nói làm liền, phải nói gương cho anh em các bạn ạ. Xác nhận bet Navi. Ok rồi. Ok, vậy thì hôm nay là mình nhận định tới đó thôi nha. Anh em cứ tin mình đi, hãy bet cho Navi hai game. Nếu có game thứ ba lỡ thua, game thứ ba mình tiếp tục bet cho Navi nha. Ok. Ok, chúc em may mắn và về bờ thành công. Chứ ngày hôm qua anh em nào theo OG thì nó thiệt, cho ngoài đây giờ nó lạnh lắm lắm luôn rồi đấy. Ok, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi cái chương trình nhận định của mình. Hẹn gặp anh em vào mai nha. Chúc em may mắn, good luck.